Rồi nói tới đồng đô la và USDT đó thì chúng ta có một cái thông tin liên quan tới động định trên sàn Binance mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết thì trên màn hình các bạn thấy được đây là vốn hóa của đồng BUSD ở trên sàn Binance thì các bạn đã thấy được là sàn Binance trước đây đó ngày 7 tháng 11 của năm ngoái lưu trữ tới gần như là 22 tỷ đô la đồng BUSD và các bạn có đã biết là sau đó thì chúng ta có cái sự kiện gì rồi đó chính là cái sự kiện liên quan đến Paxil uh, không hỗ trợ nữa Tại vì uh, liên quan đến Cái bộ tài chính ở New York Và liên quan tới SEC Và đó là thông tin uh, đã có từ ngày 13 tháng 2 Cách đây khoảng chừng là 3 tuần Thì sau đó các bạn thấy được là Sàn Binance đã không còn được sự hỗ trợ Đến từ Paxo và đồng BUSD này Là đồng của Paxo phát hành uh, Và chúng ta được là bây giờ là không tiếp tục phát hành nữa Thì uh, đương nhiên các bạn thấy là Sau khi mà người ta đổi ra đồng khác đó, Thì uh, hầu như là cái số lượng BUSD Trên sàn đã xuống rất là nhanh Bây giờ chúng ta chỉ còn có là khoảng chừng 7,6 tỷ đô la mà thôi Thì nó chỉ còn 1 phần 3 so với cái con số cao hồi tháng 11 Thì đối với một đồng ổn định mà chỉ trả về mà không có in thêm nữa Thì trên căn bản sẽ từ từ phai mời theo thời gian Những đồng định hiện tại thì vẫn đang được hỗ trợ bởi sàn Binance Cũng như là công ty Paxo Họ vẫn cho hoán đổi ra đồng đô la nhưng mà họ sẽ không có in thêm nữa thì đối với lại tình hình này, sàn Binance đã có những quyết định gì? À, và các bạn thấy được là à, à, Look on Chain, đây là một cái à, Twitter cũng à, rất là nổi tiếng các bạn thì đã cho thấy được là chúng ta có một số động thái rất là thú vị đến từ sàn Binance và đặc biệt hơn là chúng ta đã có khoảng chừng là 180 triệu TUSD đã được in ra từ ngày 16 tháng 2 cho đến ngày 24 tháng 2 và các bạn đã nhớ là cái ngày... Paxo thông báo ngưng hỗ trợ BUSD là ngày 13 tháng 2 thì sau đó 3 ngày chúng ta đã có một số lượng lớn TUSD đã được in ra và dựa theo tài liệu đến từ À, Lưu Con thì có lòng tin số tiền này đã được uh, in ra bởi Binance và sẽ được sử dụng bởi sàn Binance Và đây là tính tới ngày 24 tháng 2 mà thôi cũng có một số bạn gửi thuận những cái well alert cho thấy được là rất nhiều đồng TUSD đã được in ra Và nếu như mà chúng ta uh, nhìn vào đồng uh, TUSD này đó các bạn sẽ thấy được đây là một cái đồng ổn định mà cũng đã có mặt ở trên thị trường một thời gian dài rồi chứ không phải là mới đâu và trước đây đây chúng ta không có đồng uh, U SDC thì lúc đó ai cũng kỳ vọng là đồng True sẽ là cái đồng mà ngày càng lớn mạnh. Tại lúc đó cái sự lo lắng nhiều nhất đó chính là lỡ như mà Tether sập thì sao? Đó là cái sự lo lắng đã có từ năm 2017 rồi. Nhưng mà cuối cùng thì TUSD cũng không phải là đồng mà được ưa chuộng nhiều các bạn. Và đồng TUSD này đó bây giờ đó ở cái xếp hạng vốn hóa là 43 có nghĩa là không phải là cao lắm và chúng ta được là tổng số vốn hóa là 1.2 tỷ đô la nhưng mà nếu các bạn nhìn vào cái biểu đồ liên quan đến vốn hóa đó thì có một cái sự tăng trưởng rất là mạnh. Chúng ta thấy được là cái thời điểm là ngày 16 tây tháng 2 mới đây đó thì chúng ta thấy được là vốn hóa là dưới 1 tỷ đô la 922 triệu mà thôi. Sau đó chúng ta có một cái đợt in ra ngày 16 tháng 2 rồi chúng ta lại có thêm một đợt in ra nữa vào ngày 27 tháng 2. Và gần đây nhất đây chính là ngày hôm nay các bạn lại có thêm một đợt in ra nữa. Và đây là một cái công ty phát hành đồng ổn định và họ cũng có kiểm toán các bạn. Đây không phải là công ty của sàn Binance, à, đây là một cái công ty riêng. Cho nên một số bạn có thể là thấy thông tin này thì cảm thấy um, có cái gì đó không đúng tại vì tại sao mà sàn Binance sẽ có thể tự in ra đồng TUSD? Nhưng mà trên trang bản đây là đồng được phát hành bởi một công ty thứ ba. Nhưng mà cũng có một số những cái dấu chấm hỏi đó để thường chia sẻ thêm để các bạn hiểu. Thì đầu tiên hết có nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao mà lại được sử dụng đồng TUSD mà lại không có sử dụng một cái đồng ổn định khác Như mình bạn được là USDC là đồng ổn định lớn thứ nhì hiện tại và một đồng ổn định mà rất nhiều sàn sử dụng Tại sao Binance lại không có sử dụng mà lại có những động thái liên quan đến TUSD Thì có một vài lý do Thứ nhất là các bạn thấy được là đồng USDC là đồng đó là của công ty Circle và Circle là công ty ở Hoa Kỳ thì có thể là vì pháp lý cũng có thể hay là các bạn thấy được là đồng circle với lại sàn Coinbase sẽ có cái quan hệ rất mật thiết các bạn nhất là các bạn đã nhớ là Coinbase và circle đã hình thành một cái hiệp hội gọi là center và hiệp hội này đó là của công ty Coinbase và công ty circle và Coinbase rất là ủng hộ đồng USDC cho nên trên căn bản đó nhiều người cho là Coinbase với USDC là một cho nên đây cũng có thể là lý do tại vì không có muốn sử dụng một độ ổn định và có cái mối quan hệ mật thiết với lại một trong những cái sàn giao dịch bên đang cạnh tranh với mình. kế đó nữa đó là các bạn thấy là công ty nào là công ty đứng sau lưng Circle phát hành đồng USDC. Chúng ta mới đầu nhìn là biết chúng ta có hai công ty rất là lớn, đó chính là công ty BlackRock và Fidelity và tháng 4 của năm ngoái BlackRock Fidelity cùng với lại hai công ty đầu tư là Marshall Ways, LLP và Fin Capital. À, bốn công ty này đã, đã chăm vốn cho công ty Circle tới 400 triệu đô la. Các bạn thấy được là hầu như ở đâu liên quan tới uh, Coinbase uh, hay là uh, đồng ổn định ở Hoa Kỳ thì đều có dính dáng với BlackRock. BlackRock gần đây uh, các bạn thấy được là càng ngày thì uh, họ lại càng có nhiều sự quan hệ với thiền crypto hơn hầu như các bạn đọc thông tin thì công ty nào sang nào cũng có mặt thậm chí là Silvergate cũng có mặt của công ty blackrock nói chung thì có một cái gì đó đang xảy ra hiện bây giờ chúng ta chỉ biết những thông tin hàng ngày mà thôi nhưng mà thôi có thể nói với các bạn là ngoại trừ việc các bạn thấy được giá cả lên lên xuống xuống thật ra đứng sau lưng đã có rất là nhiều những sự kiện lớn đang xảy ra và thuận điều nghĩ là những sự kiện này đó là dành cái thị phần ở trong thị trường này tại vì rất nhiều những công ty lớn đều nghĩ là thị trường này sẽ phát triển rất là mạnh và ai cũng muốn có một phần của riêng mình. Fidelity gần đây các bạn đã nhớ là họ đã đang trong cái thời gian thành lập một cái sàn giao dịch riêng và đương nhiên sàn này là một sàn của Fidelity thì có thể là nhiều những nhà đầu tư truyền thống sẽ tin tưởng hơn là sàn Coinbase nhất là sau những cái sự kiện như là FTX. Thì đây có thêm những lý do tại sao mà Binance không muốn sử dụng USDC Mà lại sử dụng một đồng đó chính là đồng TUSD Thì đây là cái trang web mà liên quan tới đồng TUSD các bạn Thì ngoại trừ là họ phát hành đồng USD ra Họ cũng phát hành đồng bản Anh Và họ cũng phát hành đồng đô la Úc Có một số những tài liệu cho thấy là họ cũng đang trên con đường phát hành đồng ổn định liên quan tới dân dân tệ Và đây là những cái tài liệu kiểm toán của cái công ty này nhưng mà cái điều mà thú vị hơn đó là thuận muốn biết là công ty đang nằm ở đâu khi mà uh, thuận tìm hiểu thông tin đó, thì các bạn thấy được là công ty True USD là công ty mà phát hành đồng TUSD thì họ nói họ có nhiều trụ sở nhất là ở Bắc Mỹ thì họ có trụ sở ở San Francisco, New York, Los Angeles, Chicago, Houston và Boston ở Châu Âu họ có trụ sở ở London, Berlin và Geneva và ở Châu Á họ có trụ sở ở Hồng Kông, New Delhi và Singapore nhưng mà chúng ta lại không có được cái thông tin là trụ sở chính của họ đâu đây là điều mà thường cảm thấy bí ẩn ở đây và thêm vào đó đó thường cũng mới biết là đã có một cái thông báo cách đây rất là lâu rồi đây là cái thông báo đến từ năm 2020 trước đây đó đồng TUSD này đã được phát hành và được quản trị bởi một công ty có tên là TrueFi các bạn và công ty TrueFi này đã có một token là token True TRU và với những thông tin gần đây liên quan tới khả năng là Binance sẽ sử dụng đồng TUSD thay thế đồng BUSD Thì các bạn thấy được là chúng ta đã có một sự kiện là đồng True này đã tăng trưởng Đây là cái đồng của cái giao thức gọi là TrueFi Và khi mà thuận nhìn vào cái giá cả đó, thì đúng là trong vòng 7 ngày qua đã có sự tăng trưởng là 71% rồi Có thể là nhiều người cảm thấy bullish tại vì đây là cái đồng quản trị của đồng ổn định TUSD Giống như thì các bạn thì được là Maker dưới đai vậy Nhưng mà Maker dưới đai là cái hệ thống phi tập trung Còn đây là một cái đồng ổn định tập trung Nhưng mà khi đọc bài viết này đó, thì đã rõ ràng hơn là Thật ra TrueFi đã không còn là cái công ty hay là cái giao thức liên quan tới đồng ổn định TUSD nữa Tại vì đồng ổn định này đó đã tách rời ra và thật ra uh, Trust Token đã bán đồng ổn định TUSD này uh, năm 2020 cho một công ty có tên là Tech Theory X. Đây là một công ty gì? Thật ra đó cũng không có biết nữa các bạn thường đã lên Google tìm kiếm rất là nhiều về công ty này mà chúng ta cũng không có rõ là công ty này là công ty có trụ sở đâu và họ kinh doanh những cái gì. Rất là bí ẩn các bạn. Năm nay là năm 2023 rồi mà chúng ta không thể Google một công ty mà công ty này không phải là công ty du danh các bạn đây là một công ty mà mua lại TUSD đồng ổn định có vốn hóa gần như là 1 tỷ đô la trong thị trường crypto này chúng ta sẽ biết đây là một công ty bắt đầu từ châu Á mà thôi Nhưng mà không có rõ là nằm ở đâu và những thông tin chi tiết như thế nào Và công ty là một công ty mà họ có đầu tư vào bất động sản Đầu tư vào giải trí Đầu tư vào những cái bảo vệ môi trường Và họ đầu tư vào công nghệ Ngoài chứng đi chúng ta cũng không biết gì hơn về công ty này Và cái giao thức Chufai đã chuyển nam thành Artblock và họ sẽ chú tâm à, để mà làm những cái dự án phi tập trung chứ không có còn à, là phát hành đồng TUSD này nữa. Đồng TUSD này là sẽ được phát hành quản lý và sẽ được hỗ trợ bởi cái ngân khố của Tech X. Đây là công ty chúng ta đang đọc cho cho hội hiện bây giờ. Thì công ty này đã, nếu như mà nào, nào mà có biết trang web hay là có thêm thông tin thì có thể để lại bên dưới để mọi người có thể à, có thêm tài liệu để hiểu hơn về những sự kiện này nhưng mà đây là những gì mà thùng thu thập được thùng muốn chia sẻ để các bạn có thêm thông tin và chúng ta còn hai cái tin tức nữa kế đó chúng ta cũng có một cái động thái đến từ sàn kraken với những cái sự kiện gần đây liên quan đến là các bạn thì được là những công ty bị đàn áp trong đó cũng có kraken luôn à, thì chúng ta đã được là kraken đã tiếp tục tiến tới và họ nói là họ sẽ bắt đầu có một cái ngân hàng crypto của sàn Kraken có thể gọi là Kraken Bank thì đây là một cái dự án họ đã có từ năm 2020 rồi nhưng mà tôi nghĩ là lúc đó thì Kraken vẫn sử dụng những cái ngân hàng chúng ta biết hiện tại như là Silvergate hay là Signature Bank thì cũng không vấn đề gì nhưng mà các bạn đã thấy là gần đây đó chúng ta có rất là nhiều first liên quan tới Silvergate và tất cả hầu như những sàn lớn đều không muốn làm việc với lại Silvergate nữa và Signature Bank đó, thì các bạn đã thấy được là họ đã có một quyết định là họ chỉ hỗ trợ những cái di chuyển tiền số lớn mà thôi hơn 100 ngàn đô chứ không có hỗ trợ những cái di chuyển tiền số nhỏ nữa cho nên đây cũng là lý do tại sao mà Kraken bây giờ họ nói là họ sẽ chú tâm hơn để mà có một cái ngân hàng để mà họ có thể là dựa vào ngân hàng của họ thay vì dựa vào những ngân hàng khác cung cấp dịch vụ cho họ cũng giống như các bạn thấy được là gần đây đó thì sàn Coinbase cũng đã mua lại một công ty đầu tư thường nhớ có tên là One River tại vì họ muốn có một cái cánh tay hỗ trợ họ trong việc tư vấn đầu tư thay vì là họ dựa vào những công ty tư vấn đầu tư bên ngoài thì họ muốn có một công ty tư vấn đầu tư uh, để mà giải thích và có thể là thu hút người ta đầu tư vào thằng crypto này và công ty đó cũng là công ty đăng ký với SEC và cái công ty này của Kraken họ nói họ cũng sẽ đăng ký với SEC luôn đây là những động thái mới nhất đến từ những cái sàn giao dịch và đây cũng là một trong những cái bước tôi nghĩ là để à, chống đối lại sự đàn áp đến từ SEC tại vì nếu như họ đã sở hữu một đơn vị đã đăng ký SEC rồi à, thì SEC cũng đâu thể nào nói gì hơn nữa và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là thông tin liên quan tới ngân hàng ở Pakistan và ngân hàng này đó họ nói là họ sẽ sử dụng một công nghệ blockchain để hỗ trợ về việc xác minh thân phận như là KYC chúng ta không rõ là họ sử dụng blockchain gì và công nghệ ra sao họ chỉ nói đây là một blockchain phi tập trung thì cái cách suy nghĩ cũng là một trong những điều mà thùng đã từng bàn luận với các bạn giống như là các bạn thấy được là một trong những cái sẽ rất là tốt sau này liên quan tới NFT hay là blockchain đó chính là xác minh thân phận Bây giờ đã mỗi lần các bạn đi vào một ngân hàng các bạn mở một cái account mới Các bạn lên trên mạng các bạn mở một cái account mới cho Facebook, cho Twitter Thì mỗi lần các bạn mở account các bạn cần phải là xác minh thân phận Các bạn phải đưa tài liệu tư nhân của mình rất là tốn kém thời gian các bạn Các bạn mở mỗi ngân hàng thì các bạn lại phải tới mỗi ngân hàng để mà xác minh thân phận của mình Đưa giấy tờ họ mới bắt đầu uh, mở account cho các bạn Nhưng mà nếu như chúng ta có một cái cách KYC sử dụng thi hay là sử dụng một cái blockchain nào đó thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Các bạn đã có cái khóa cá nhân rồi thì chỉ cần là các bạn là người có thể là dùng khóa cá nhân để chứng minh thành phần của mình thì ở đâu cũng giống nhau mà thôi. Thì tôi nghĩ là sau này đó là cái bước kế tiếp các bạn chúng ta có thể có những cái trang web. Bây giờ đó họ cho các bạn login sử dụng Facebook, sử dụng Google rất là phổ biến rồi. Các bạn không cần phải đăng ký từng trang web một nữa. Nhưng mà tôi nghĩ sau này đó có thể là cho các bạn sử dụng khoa cá nhân để xác minh thân phận của mình và các bạn sẽ có thể vào được account mà không cần phải tạo nhiều account hay là xác minh thân phận từng nơi và đây là cái mà ngân hàng này muốn làm họ nói là họ muốn có một hệ thống như vậy để cho mọi người không cần phải xác minh thân phận liên tục nó sẽ nhanh hơn tiện lợi hơn và đặc biệt có thể giúp để mà chống lại những cái sự kiện như là rửa tiền hay là những cái sự kiện liên quan đến hỗ trợ khủng bố và đây là cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thong Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, CoinEx, Bybit hay là Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên đu chịu quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.